Kính thưa quý vị, sáng qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024. Dự buổi làm việc còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện một số bộ ngành. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhất trí mở cửa trở lại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đón đồng bào và khách quốc tế vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 13 tháng 8 năm 2024. Theo báo cáo, tính từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, Ban Quản lý Lăng đã đón tiếp gần 2 triệu lượt đồng bào và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần 14.000 lượt người viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đặc biệt, Ban Quản lý Lăng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt về nhân lực, vật tư, phương án, phối hợp hiệp đồng, triển khai thực hiện tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024, đảm bảo chất lượng, an toàn, tuyệt đối, đúng tiến độ đề ra. Trong đó, hoàn thành nhiệm vụ làm thuốc lớn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng quy trình, an toàn tuyệt đối, tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị kỹ thuật, kiến trúc công trình lăng. Sau tu bổ, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất, hệ thống thiết bị kỹ thuật hoạt động ổn định, chính xác, tin cậy, đảm bảo hệ số dự phòng, cảnh quan, kiến trúc công trình lăng và các công trình phụ cận khang trang, sạch đẹp hơn. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước nồng nàn, giáo dục lòng trung thành với lợi ích quốc gia dân tộc, thể hiện sức mạnh nội sinh về tinh thần và vật chất mạnh mẽ của dân tộc. Trên tinh thần vượt nắng, thắng mưa, không thua giá rét, tổ chức tốt lực lượng thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao liên tục, không ngừng nghỉ 24/7 để quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng tốt các cái công trình kiến trúc, hệ thống thiết bị, giữ gìn cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp, bảo đảm an ninh an toàn cho nhân dân. Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, không ngừng nâng cao năng lực để trong mọi điều kiện phải thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta đã làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn nữa. Chúng ta đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa. Chúng ta đã quyết tâm rồi thì quyết tâm nhiều hơn nữa. Chúng ta đã tập trung được rồi thì tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm hơn nữa. Và làm việc nào dứt việc đấy, đã thống nhất, đã cam kết, đã hứa là phải làm. Mà đã làm là phải có cái sản phẩm, là phải ra cái hiệu quả, phải cân đong đo đếm lượng hóa được. Rồi xác định rõ nhiệm vụ, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Để chúng ta kiểm đếm cho nó dễ. Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý Lăng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra với phương châm phát hiện từ sớm, giải quyết từ xa, ứng trực, đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh. Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nghiên cứu về ướp bảo quản, đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu và thực nghiệm khoa học, phấn đấu đến năm 2030 làm chủ hoàn toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, an toàn tuyệt đối thi hài Bác.